Mến chào các bạn, chúc các bạn luôn an vui và hạnh phúc. Trong vũ trụ luôn tồn tại những sự thật mà con người chúng ta chưa hiểu biết tường tận. Mỗi giai đoạn phát triển của xã hội, loài người chúng ta sẽ có được những giá trị đón nhận của khoa học. Sự chân thật đó sẽ được khoa học nghiên cứu và khám phá. Một trong những nghiên cứu khoa học được con người biết đến và ứng dụng rộng rãi đó là trường năng lượng có trong vũ trụ, được tiềm ẩn trong những con số. Người phát minh đó chính là nhà bác học Pythagore, người là cha đẻ của số học, một nhà hiền triết, một nhà toán học vĩ đại. Theo học thuyết của Pythagore, mọi con số luôn ẩn chứa và được rút gọn một số có một chữ số từ số 1 đến số 9, và trong mỗi chữ số đó được mang những tần số rung động mà vũ trụ tặng cho. Và đến thế kỷ 20, tiến sĩ Julian chính là người đã phát triển và công bố ra bộ môn nhân số học, đã chỉ rõ các con số không biết nói dối và đã có tuyên bố sâu sắc về sự liên kết kỳ diệu giữa con số gắn liền với tính cách đặc trưng của mỗi con người. Con số biểu hiện tính cách và các sự kiện mà con người trải qua trên đường đời với một độ chính xác đáng kinh ngạc. Bởi vậy mà trong mỗi con người của chúng ta có một tấm bản đồ nói rõ về đường đời và vận mệnh của mình, được ẩn chứa những trường năng lượng riêng. Và hôm nay, vậy Hoan Hỷ sẽ giúp chúng ta chia sẻ với chúng ta về một con đường đời của một em có đường đời số 4 và số vận mệnh là số 6. Em có tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hà Phương, sinh ngày 7 tháng 10 năm 1994. Như vậy, chúng ta căn cứ vào con số ngày tháng năm sinh, chúng ta sẽ biết được con số đường đời của em. Em sinh ngày 7 tháng 10 năm 1994, chúng ta rút gọn từng con số trong ngày tháng năm sinh trở thành số có một chữ số, sau đó chúng ta lại cộng các con số đó lại và cũng rút gọn thành một con số, thì em sẽ được con số 4. Đường đời số 4 thể hiện em là một con người có sự trải nghiệm về vật chất, tình yêu thương và trí tuệ. Em có ngày sinh 7 thể hiện cho em là một trong những người có sự cá tính khác biệt và cũng thường có sự cô lập trong cuộc sống của mình. Em có biểu đồ ngày sinh là có hai con số 1, một con số 4, một con số 7 và hai con số 9. Như vậy, nhìn vào biểu đồ ngày sinh của em, chúng ta thấy được em có một cái trường năng lượng rất lớn, đó là em có khả năng thực tế cao. Số 1, 4, 7, đây là cái cột thể chất cũng như là về thực tế, có thể chất tốt và có một cái khả năng thực tế tốt. Em có một hai con số 1 thể hiện cho tính độc lập và tự lập rất là tốt. Một con số 4 thể hiện cho cái sự thích thực tế, trải nghiệm. Và một con số 7, em cũng là một con những người cần phải trải nghiệm qua những cái giá trị bài học. Và đặc biệt, trong biểu đồ ngày sinh của em có hai con số 9. Hai con số 9 thể hiện cho em là một người có cái mục tiêu ước mơ cao. Và những cái mục tiêu đó thì em cần phải có những cái sự căn cứ để giúp cho em phát huy được cái mục tiêu của mình. Như vậy, dựa vào biểu đồ ngày sinh của em thì thấy rằng vẫn có những khoảng trống, đặc biệt là cái mục tiêu của em hai con số 9 nó đứng một mình, do vậy mà cần phải có cái sự bổ sung trường năng lượng, thì đến lát nữa chúng ta sẽ có cái bổ sung cho phù hợp. Và em sinh vào ngày 7 tháng 10 chính là sinh vào cung khí, là một trong những cái nguyên tố cao cả, nhanh và có khí chất. Và cũng chính là sinh vào cung thiên bình, là một người có sự cân bằng cảm xúc rất là tốt. Em đôi khi có những cái sự tiềm ẩn ở bên trong em không nói ra được. Bởi vậy đây chính là những cái giá trị mà căn cứ vào ngày sinh của em. Và trên đường đời của em thì sự đường đời đánh dấu bằng lúc sinh ra và cho đến khi mất đi. Thế thì chúng ta sẽ đi qua bốn cái đỉnh cao của một đời người. Đỉnh cao số 1 của em được thể hiện ở tuổi 32. Ở đây em đạt con số 8. Như vậy năm nay khi tính vào con đường đời của em đang ở tuổi 27. Thì khi đến đỉnh cao 32 em sẽ đạt được cái trường năng lượng của con số 8. Đó thể hiện cho sự độc lập, trí tuệ và có sự thành công về tài chính. Trên con đường em đi, em sẽ có sự phát triển liên quan vượt đến vật chất là chủ đạo. Bởi vậy mà đến tuổi 32, sự cố gắng nỗ lực của em sẽ đạt được cái sự thành công. Tiếp theo đến đỉnh cao số 2 là ở tuổi 41. Đó là em được
đánh dấu bằng cái sự học mới và trí tuệ mới, bởi vì em có một cái trường năng lượng được ban tặng, đó là biểu đồ mang con số 3. Con số 3 của đỉnh cao số 2 chính là nâng cao được tầm nhìn và học mới trí tuệ mới. Tiếp nữa là đến đỉnh cao số 3. Ở tuổi 50, em mang trường năng lượng con số 11. Ở đây em có sự tích lũy kiến thức và có cái sự chia sẻ và cũng đi giúp người khác bằng những cái năng lực hội tụ lớn của mình. Đó chính là về trí tuệ và trí thức của em. Tiếp nữa là đến đỉnh cao số 4. Ở tuổi 59, em sẽ đạt được đỉnh cao con số 6. Đó là duyên sáng tạo và gieo cái tình yêu thương của bản thân mình đến với mọi người. Bởi vậy, trong bản thân em, để trải qua các con đường đời mà sứ mệnh của mình đã định sẵn, thì em cần phải đạt được cái đặc điểm là trong bản thân em đã có cái sự năng động, nổi bật trong các hoạt động. Em là một người rất thực tế và thích những cái chuẩn mực hơn những sự phiêu lưu. Em là người có sự chăm chỉ, thích làm việc và có kỷ luật. Là người có cá tính chắc chắn và vững chắc về tình cảm cũng như là cảm xúc. Và để đạt được cái con đường đời của em đi một cách trọn vẹn thì em có cái phương tiện, đó là chính là con số vận mệnh của mình. Con số vận mệnh đó chính là dựa vào họ tên đầy đủ, họ tên Nguyễn Thị Hà Phương. Khi chúng ta cộng tất cả những con số trong họ tên của em thì em được con số linh hồn là con số 9. Con số linh hồn số 9 có nghĩa là em là một trong những người có cái tấm lòng bác ái ở trong đó, bác ái từ bi. Và em cũng là một người sống rất thiện lương. Khi chúng ta cộng tất cả các con số lại, chúng ta được con cái tính cách của em là con số 6. Em cũng là một người có sự thấu hiểu và đồng cảm đối với người khác, cũng như là đối với cái giá trị của bản thân mình. Bởi vậy mà con vận mệnh của em khi cộng con số 9 với con số 6 lại thì em sẽ được con số vận mệnh là con số 6. Con số 6 thể hiện cho em là một người cũng là có một cái tố chất sống theo chủ nghĩa hoàn hảo, có cái bản chất của mình là một người cứng cỏi và rất sâu sắc, có sự đáng tin cậy ở trong đó. Em là một người đã mang trường năng lượng từ bi bác ái và có cái sự nhân ái ở trong đó, đảm đang và là một người rất duyên dáng, có sự trầm lặng. Và trong đó thì em là một con người có cái giá trị trọng tâm về gia đình của mình. Con số 6 là con số hướng về gia đình, rất sống, rất tình cảm. Bởi vậy mà cái phương tiện của em chính là con số vận mệnh số 6 sẽ bổ trợ cho con số 4 để thực hiện cái con đường đời của mình một cách trọn vẹn. Trong cái đường đời của em thì em có cái sự phù hợp với những cái công việc liên quan đến tài chính, đến kinh doanh. Đấy, như kế toán thu ngân hay kinh doanh nhà đất cũng phát triển. Đặc biệt là em biểu hiện ở cái tính cách con số 6 thì em cũng là một cái người có khả năng sáng tạo và có cái sự thích nghi với nghệ thuật và giúp đỡ người khác. Bởi vậy mà công việc của em có hai thiên hướng, phát triển về kinh tế cũng tốt mà phát triển về nghệ thuật cũng rất là cao. Bởi vậy mà em sẽ có sự đam mê với ngành nghề nào thì sẽ lựa chọn và phù hợp với cái ngành nghề đó. Bởi vậy mà em cần có cái sự lựa chọn theo cái sự đam mê cũng như là theo xã hội người ta đang có nhu cầu thì mình sẽ có cái sự phù hợp nhất đối với ngành nghề của mình. Bởi vậy mà khi chúng ta nhìn vào cái biểu đồ ngày sinh của em thì chúng ta thấy rằng trong cái giá trị tình yêu thương của em ở con số 6 nó luôn được trải rộng. Với cái con linh hồn số 9 nữa thì nó sẽ giúp cho em là một cái người có tình yêu thương tha thiết nhưng gắn liền với gia đình, cũng rất cẩn thận và thực tế, chậm nhưng chắc. Và em cũng chính là một con người có cái sự độc lập cao, bởi vậy mà em sẽ phù hợp với những người mang con trường năng lượng con số 2, con số 6, con số 4 và con số 9 trên cái đường đời của mình. Và khi chúng ta phân tích biểu đồ đường đời ngày sinh của em thì trường năng lượng của em vẫn chưa được vững chắc, bởi vì em vẫn thiếu những khoảng trống, đặc biệt là cái khoảng tâm hồn của em, đó là số 2, 5, 8 của em vẫn thiếu cả. Thì em sẽ có những cái lúc mà em sẽ có cảm xúc nó không được cân bằng đó. Có nghĩa là em đáng nghĩa là sinh vào cung Thiên Bình thì cái khả năng cân bằng của em rất là tốt, nhưng do thiếu những cái trường năng lượng nên đôi khi em vẫn có những cái cảm xúc nó bị
thay đổi rất là nhanh. Bởi vậy mà để gắn kết được cái trường năng lượng của mình thì cái số đầu tiên em cần bổ sung cho đính là con số 5. Khi có con số 5 em sẽ gắn kết được con số 1 với con số 9 thì cái sự quyết tâm thực hiện cái mục tiêu của em nó được thực hiện rất là cao. Vậy con số 5 nó giống như là một cái nhụy hoa để gắn kết những cánh hoa lại, thì ở đây em cần có con số 5. Vậy khi để giúp cho em có con số 5 thì em sẽ có 3 cách. Cách thứ nhất là em hãy chia sẻ những cái sự trải nghiệm của bản thân mình đối với những người yêu thương, đối với người xung quanh, để bản thân em được nói ra những cái điều mình cần nói, và từ đó em sẽ gắn kết được với những người xung quanh của mình. Thứ hai là em có một cái sự cân bằng thân tâm bằng cách là tập luyện yoga. Yoga chính là cái bộ môn giúp cho chúng ta thân tâm đều có sự cân bằng và có sự kết nối giữa tâm hồn cũng như là thể chất của mình. Tiếp nữa, em cần có cái sự tĩnh lặng trong những cái hoàn cảnh mà mình cần suy nghĩ. Đó chính là cái sự thiền định. Và thiền định ở đây thì không nhất thiết là em cần phải có những cái lúc mà mình phải ngồi hay nằm mới là thiền, mà chúng ta đi đứng nằm ngồi và làm bất cứ việc gì em đều trọng tâm vào trong cái thời khắc hiện tại mình đang thực hiện nó. Mình không có nghĩ xa xôi, không có nghĩ quá khứ và cũng không có vọng tưởng đến những cái thứ mà mình chưa đến. Bởi vậy mà sống trong hiện tại chính là cái giây phút mà mang lại cho mình cái sự thiền định tốt nhất. Vậy khi có con số 5 rồi thì cái cột 159 của em được thực hiện, và cái mục tiêu của em đặt ra em sẽ đạt được những cái giá trị mà quyết tâm thực hiện được nó. Thứ hai là em bổ sung thêm con số 3. Con số 3 chính là con số mà mang lại cho em cái trí tuệ khai mở, đó là con số học hỏi. Hiện tại bây giờ chúng ta học hỏi bằng rất nhiều các phương tiện khác nhau, học bằng nhiều nơi nhiều lúc, do vậy mà em có thể học hỏi được nhiều thứ mình cần. Mình thiếu gì mình sẽ học đó. Bởi vậy mà đây chính là cái giá trị mà khi em bổ sung được con số 3 thì cái trí tuệ của em được khai mở và kỹ năng của em cũng được nâng cao. Và khi đó em có cột 3, 5, 7, bởi vì em đã có sẵn con số 7 rồi, thì 3, 5, 7 nó sẽ giúp cho em một cái khả năng nhạy bén trong mọi cái tình huống của cuộc sống của mình. Ngoài ra em cần bổ sung thêm con số 8. Con số 8 thể hiện cho em một cái sự lãnh đạo cũng như là một cái sự tố chất bẩm sinh của mình, đó là lãnh đạo và độc lập trong chính bản thân mình. Thì khi có con số 8 rồi thì em sẽ có được cái cột 7, 8, 9. Đây là một cái cột mà giúp cho em cái sự năng động, hoạt động của em nó một cách có tổ chức hơn. Bởi vậy mà khi đó tất cả những con số mà em được bổ sung, con số 8 cũng là con số mà cần có cái sự thiền định trong từng cái giây lát hiện tại, thì em cũng sẽ cùng kết hợp với con số 5, mình cũng sẽ thực hiện được cái giá trị đó. Bởi vậy mà khi đã có gắn kết được các trường năng lượng của các con số rồi thì biểu đồ ngày sinh của em nó sẽ được vững chắc và trọn vẹn. Và em cũng lưu ý rằng trong cái cuộc sống của chúng ta nếu quá thiên hướng về vật chất thì chúng ta đôi khi sẽ có những cái tham vọng quá cao. Nếu như không đạt được, chúng ta sẽ có bị chết. Bởi vậy mà chúng ta cần thư giãn và buông bỏ bớt những cái lo toan về vật chất một cách thái quá. Mình vẫn có những mục tiêu, vẫn có những cái kế hoạch để đạt được cái mục tiêu của mình, nhưng không có những cái gọi là lo toan một cách thái quá để làm cho mình bị chết. Bởi vậy mà em cần có sự cân bằng lại cái mục tiêu cũng như là cái kế hoạch của mình để mình đạt được một cách an vui nhất. Và trong cuộc sống của chúng ta thì nếu chúng ta biết được những cái giá trị thì chúng ta sẽ có được những cái cuộc sống một cách an vui. Bởi vậy mà cái độc lập của em có nghĩa là cái khả năng quyết tâm của em thực hiện được, cũng chính là em sẽ có được một cái cuộc đời viên mãn, người ta gọi là tuổi viên mãn, tuổi thành tựu của em sẽ sớm đạt được. Và sẽ tin rằng sau 50 tuổi, đấy là cái tuổi mà mình sẽ gọi là tuổi xế chiều của mỗi người, thì ai cũng cần có cái tuổi viên mãn để mình đạt được cái giá trị bình an. Thì tuổi viên mãn của em chính là tuổi con số 1, mang cái trường năng lượng số 1, thể hiện sự độc lập, công nhận và được đền đáp. Và trên đây thì cô sẽ có những cái sự tặng cho em về những cái thông điệp, bởi vì
trong con người của chúng ta sẽ có những lúc mà chúng ta có sự mất những cái phương hướng. Thì khi mình có lại được cái phương hướng của mình đi, thì mình đã có tấm bản đồ để theo dõi này. Thì cô sẽ đã tặng cho em cũng như là mọi người có một cái thông điệp, đó là trên thế giới của chúng ta rất đa dạng, và số sẽ có những cái giá trị luôn luôn phù hợp với tất cả mọi người. Nhưng để tìm được những thứ tốt đẹp và phù hợp với chính mình thì chúng ta cần làm 4 điều sau. Điều 1 là chúng ta biết buông bỏ những thứ không còn phù hợp nữa. Điều 2 sẽ chữa lành và buông bỏ cái niềm tin rằng những thứ tốt đẹp không dành cho mình thông qua thiền định cũng như là thông qua chữa lành. Và điều 3, nâng cao tầm nhận thức của bản thân để kết nối được với rung động thanh cao của những điều tốt đẹp. Điều 4, chúng ta tin rằng có những thứ tốt đẹp và phù hợp đang chờ đón mình. Đó chính là 4 điều mà chúng ta cần làm để được đón nhận những giá trị tốt đẹp và phù hợp hơn. Mến chúc em sẽ đạt được những điều mình muốn, và chúc các bạn xem được video này cũng sẽ là những người may mắn thực hiện đón nhận được các giá trị tốt đẹp phù hợp với chính mình. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành, ủng hộ và chia sẻ những giá trị yêu thương đến với kênh của Huệ Hoan Hỷ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.